Chào các bạn nha. Bây giờ mình đang đứng ở cổng chào xã Đại Điền đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chở các bạn từ cổng chào xã Đại Điền nha, đi tiếp đó. Đường Thành Phú bây giờ rất là đẹp. Đây, bên này là một cái hàng rào đó. Này là bằng xi măng không mà nó giả gỗ, nó sơn màu vàng, nhìn nó nổi như cồn á. Lên đường, tiếp tục, tiếp tục. Bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi. Tiếp tục, 12 giờ trưa mà mới có tới xã Đại Điền. Đó, này là đình Đại Điền. Trời ơi, nó tối thui luôn. Thấy không? Đình Đại Điền. Trước cái mình quẹo, mình không ra quốc lộ 57, sẽ đi đường ở trong này. Đây có một cái ngã ba. Ngã ba này không? Đây có cái ngã ba đó. Đó, đi ngã ba này đi. Công trình thanh niên 2018. Cô cho anh hỏi cái đường này mình chạy thẳng xuống cái cầu băng cung phải không cô? À, dạ dạ, cảm ơn. Cầu Vinh Bà. Cầu này là cầu Vinh Bà nha các bạn. Đi đường này xuống cây cầu băng cung. Băng cung là của hoàng đế á. À, giờ đi con đường này là mình thẳng tiến nha, thẳng riết xuống cây cầu băng cung. Đường rất là đẹp. Trồng cái cây gì mà trái dài 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 như là cây hoàng hậu rồi phải, cây hoàng hậu có trái. Đó, đây dừa bão phế quá đẹp luôn nha bà con, tới đẹp luôn á. Đi những con đường vùng quê nó vậy đó. Sinh đây đi học phải không? Đạp xe đạp đi không chứ ai đâu đưa rớt. Đi học phải vác theo hai cây chổi đang vô quét lớp nữa. Đi học ở chợ thì nhiều khi quét lớp cũng phải thuê người đóng tiền, đóng tiền dọn vệ sinh. Còn đây đi học còn phải ôm theo cây chổi như hồi xưa. Đi học vô học sinh phải tự quét lớp. Đó, vừa đó, bên này vừa nè, cầu Văn Thanh Nhàn. Cầu này là cầu Văn Thanh Nhàn. Wow, qua cầu chưa? Đó, bên này là dừa, hàng dừa xanh bát ngát, hai bên ba con ngỗng.
lên cái gì, anh ta rải bọc cái gì lên đỏ 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 quá chị. Dừa ghét rồi, giờ thành phố giờ ta trồng dừa nè, chứ không có còn là mỏ cài với dòng trơm. Thành phố giờ cũng trồng dừa hết luôn, lên dừa, dừa mới lên đó, bao phế bao phế, đẹp chưa đẹp chưa. Dừa không à, lá dừa nó xà 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 ra, quá đã quá đã. Học
công nhận. Cả nhà đi có thấy chỗ nào dữ dằn cho. Lọt vô cung đường phải nói là cực kỳ mê ly luôn à. Kia là tới nhà thờ cái cá rồi. Giờ mình đi đâu đây? Tay trái, tay phải, đường nào? Đường nào?